Năm nay Hương 64 tuổi, nhưng mà sức khỏe và cơ thể vẫn rất là khỏe mạnh và vẫn Minh vẫn để lái ô tô có thể đi suốt chặng đường 200 km không thấy mệt mỏi. Đấy là cái mà giá trị mà cộng đồng cho được, và biết ơn thầy cô rất là nhiều. Chào thầy, chào ban phụ sự và tất cả mọi người trong cộng đồng. Mình tham gia vào cộng đồng từ mùng 6 tháng 11 năm 2024, thì đến nay thì đã tập đủ 21 trên 21 lượt và đã tập đầy đủ 9 nghi thức, thực hiện lòng biết ơn và ghi chép sổ đầy đủ. Thì cái mà Hương nhận được, thứ nhất là làn da đẹp hơn rất là nhiều. Bản chất thì Hương đã có làn da đẹp nhưng mà cái nếp nhăn giảm đi nhiều. Thứ hai là nếp nhăn mắt hoặc nếp nhăn chỗ giữa giữa hai lông mày đấy thì giảm rất là nhiều. Sức khỏe thì tăng rất là cao. Và đặc biệt là ngôi nhà số 3 thì thay đổi rõ rệt, tiền xanh từ ngôi nhà số 3 về nhiều và rất vui vẻ. Mình rất là cảm ơn thầy, biết ơn thầy, biết ơn ban cộng sự và tất cả mọi người, đặc biệt là rất biết ơn chị Phùng Thị Minh, chị đã gieo duyên là giúp cho Hương được tham gia vào cộng đồng này. Năm nay Hương 64 tuổi, nhưng mà sức khỏe và cơ thể vẫn rất là khỏe mạnh và vẫn Minh vẫn để lái ô tô có thể đi suốt chặng đường 200 km không thấy mệt mỏi. Đấy là cái mà giá trị mà cộng đồng cho được, và biết ơn thầy cô rất là nhiều. Đặc biệt là Hương tham gia đầy đủ các buổi tập buổi sáng, cứ 4:20 là Hương dậy, và dậy sau có làm những việc đầu tiên là thực hiện đúng năm năm nghi thức tập 21 trên 21 và thực hiện đầy đủ trong các ngày. Đôi khi vì công việc bận cho nên là có một hai ngày gì đó là không không tập được, nhưng mà vẫn vừa làm việc thì nhưng mà vẫn để Zoom để nghe thầy rồi nghe ban tổ chức làm việc. Thì đấy là những cái mà Hương nhận được trong thời gian vừa qua. Thì để đạt được điều này thì mình lại một lần nữa xin rất biết ơn thầy cô, biết ơn ban phụng sự và biết ơn tất cả mọi người, và chúc mọi người trong cộng đồng của gia đình hạnh phúc, sẽ chăm chỉ tập hơn và cũng có một cái sức khỏe tốt, và mong mọi người luôn luôn hạnh phúc và đạt được nhiều ý nguyện trong cuộc sống. Cuối cùng mình xin cảm ơn một lần nữa, cảm ơn thầy, cảm ơn cô, cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe. Mình cảm ơn rất nhiều ạ.